Kia, anh Lộc. Vin. Thấp xuống. Gần nào. Tối lắm anh à. Đang toàn cảnh mà này. Vin. Để quay được gần. Ngồi nó sao mà nghe được. Mà nó khỏe lắm. Pin. Nó làm gì? Nó làm không lại. Quen về cầm dây mà nó kéo cái đầu chủ đi đấy. Nó làm lại nhìn anh Lộc đang đang làm diễn viên. Ừ, ngồi xuống thế không ngồi yên. Ngồi yên. Pin. Nâng con lên một tí. Đỡ ngực. Đấy, cho nó đỡ ngực. Đại ca đấy. Vin. Nó có nghèo không anh cho con Loki ra chụp ảnh cũng được rồi. Thiết phạt. Quay mông lại đây. Nào xích mông lại đây chụp ảnh mà. Tí nữa để chơi sau. Như thằng giả hơi quá. Được làm thế. Vin nào mà lên người anh Lộc vẫn phở lắm anh tai vẫn như thằng giả hơi ấy. Vin Pin. Đã lên như mà để làm sao để ra ấy. Thế là Lộc cũng trách bên kia là nhìn thấy cả con Lộc ố được. Nào nhìn anh Lộc kìa. Nhìn anh Lộc. Vin. Kiếm như hưởng thụ. Pin. Thấp xuống nào. Thấp kịch thì thấp vì nó tối anh ạ. Cứ làm sao có cái không vượt quá được cái mái nhà thì là nó sẽ sáng. Vượt Vin. Mái nhà lên nền trời thì nó ảnh hưởng đấy. Thấp. Thằng chập chiêng, được chưa? Dừng quay đây đâu, quay để tí lên.